Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ Tú Như Hoa và Túc Nữ sẽ mở đầu chương trình hôm nay bằng bài hát mang tên Lá thư quê nhà do soạn giả Bùi Thế Căn soạn lời theo điệu Đào Liễu. Lời thơ thể hiện niềm vui khôn xiết của cô gái khi nhận được thư của người yêu đang bảo vệ tổ quốc. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng chính là ngọn đèn soi sáng từng nét chữ thân thương của người yêu, khiến lòng dâng trào nỗi nhớ.
Nối tiếp chương trình hôm nay là bài Đôi lời tâm sự cùng anh do soạn giả Vũ Địch Long soạn lời theo điệu tò vò, nghệ sĩ Thùy Dương trình bày. Thơ em viết từ nỗi
Và các bạn thân mến, hình ảnh chiếc nón lá tượng trưng cho sự thanh tao dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Bởi nón luôn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt đối với những người nông dân thì nón luôn là người bạn của họ để che nắng, che mưa, vân vân. Ngoài ra, nón còn làm duyên cho người phụ nữ đẹp, tế nhị, kín đáo. Dưới vành nón, đôi mắt, nụ cười, suối tóc mượt mà của cô gái dường như được tôn thêm nét duyên dáng mà không kém phần quyến rũ. Chúng ta cùng cảm nhận nét đẹp của chiếc nón qua bài Chiếc nón quê hương do soạn giả Quốc Anh soạn lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày theo điệu chức cầm hồi văn. Vành trăng trách bên nhà ơi, ai đói trình là những lời ca mang đầy tâm trạng của người lính bao năm nơi chiến trường, nay trở về quê cha đất mẹ, đi giữa mùa hoa cải vàng, có một chút bâng khuâng xao xuyến, một chút nhớ và một chút bình yên thư thái trong tâm hồn. Bài Bến sông xưa do soạn giả Khổng Minh Dụ soạn lời, nghệ sĩ Chu Cường trình bày theo điệu Sa Lệch Chênh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bao năm nơi chiến trường xa, trở về quê giữa mùa hoa cải ngồng. Vàng ươm triền bãi bên sông, bâng khuâng lữ khách chiều đông đợi đò. Là lướt cánh vòi ơi đồng nghi xanh, đồng xanh thời là nước cánh nghi cò chữ thuyền đi xuôi chờ cả. Thank you.
tiễn đò thưa thớt người nghiêng vành non giấu nụ cười giấu luôn cả nỗi ngậm ngùi chia xa trở lại mùa hoai ơi mười năm thôi chờ chúng ta cùng đắm chìm trong ánh trăng thu dịu êm và thanh bình nơi miền quê, cùng cảm nhận lời nhớ thương da diết của cô gái với người yêu. Nhớ hôm nào đi bên anh ước nguyện chung đôi, dẫu phải trải qua bao gian nan vất vả, dẫu phải đợi biết bao mùa trăng, em vẫn một lòng sắt son. Bài Sao xiến một vầng trăng do soạn giả Nguyễn Quang Cảnh soạn lời sẽ được nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền trình bày theo điệu ngâm sồng và luyện nam cung. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vầng trăng êm dịu ngọc ngà sáng soi lung linh đẹp giữa bầu trời mênh mang tiếng hát đầy lời yêu thương nhớ về nơi ấy biết mấy
và các bạn thân mến, quê hương luôn là niềm tự hào, là nỗi nhớ khôn nguôi khi xa cách. Quê hương nơi lưu giữ những kỷ niệm của thời thơ trẻ, nơi những người thân yêu ruột thịt của ta đã và đang sinh sống. Bởi vậy, những nhà văn, nhà thơ hay các soạn giả đặt lời cho dân ca và nhạc cổ truyền không thể không viết về quê hương mình với những cung bậc tình cảm khác nhau. Với soạn giả Tưởng Minh cũng vậy, tình yêu quê hương da diết nồng nàn gói trọn vào những lời thơ sau đây trong bài Hương Quê do nghệ sĩ Tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày. Chúng ta cùng lắng nghe. Nghĩa vụ quân sự hoàn thành, trở lại tổ ấm đất lành quê ta. Bốn mùa rộn tiếng chim ca, tình người tình đất đậm đà hương quê. Xanh biếc bên đê ơi rơi, rơi xanh dâu xanh thời xanh ly biệt. Khe đi đê chưa sông sông chung sức góp
tay. Ta bước đi theo con đường đi mới. Ao ước bao ngày bây giờ đã đây. Tập đi quê hương nhà con trâu. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, buổi này do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều năm qua, giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương, trưởng phòng nghệ thuật Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở nên thân quen với thính giả cả nước. Trước khi về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, nghệ sĩ Văn Chương cũng là cộng tác viên thân thiết của chương trình Dân ca hơn 20 năm. Trong chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 60 năm phát sóng chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu đôi nét về anh qua một số tiết mục hát chèo quen thuộc do anh trình bày. Trông lên bức gầm nhớ tới tay ngàn cây kia ai rơi cho thắm giò thấp thoáng rèm châu in vóc liệu tiếng đàn ai lặng thầm dây tơ. Giọng hát chèo đằm thắm tha thiết, tiếng lòng ai oán xót xa, ngâm như rút ruột mà ngâm, hát như thổ tận can tràng mà hát. Trong liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2001 là của nghệ sĩ Văn Chương. Anh đã hút hồn được khán giả, bạn diễn và ban giám khảo. Huy chương vàng cho vai diễn Lưu Bình, giải giọng hát nam hay nhất, giải diễn viên xuất sắc nhất, diễn viên đóng vai kép nền đẹp nhất. 4 cái nhất trong một vai diễn của một hội diễn, trong lịch sử sân khấu chèo ít diễn viên nào có được. Đó chính là thành quả lao động không biết mệt mỏi hàng chục năm trời của nghệ sĩ Văn Chương. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ Văn Chương tuổi Dậu, anh sinh năm 1969 trong một gia đình không có người làm nghệ thuật ở Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây cũ. Nhưng anh may mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Đoài Mây Trắng, nơi có chứng chèo Đoài nổi tiếng và cũng là quê hương của nhiều nghệ sĩ danh tiếng, nên anh đã biết nghe, biết thưởng thức chèo ngay từ nhỏ. Duyên chèo, nghiệp chèo đã thấm đẫm vào anh từ lúc nào không rõ. Năm 1984, khi vừa tròn 16 tuổi, chàng trai trẻ Văn Chương háo hức thi tuyển vào đoàn chèo Hà Tây với một niềm tin cháy bỏng rằng mình sẽ theo nghiệp chèo đến trọn đời. Sau khi trúng tuyển, anh theo đoàn tập luyện, biểu diễn, vừa tự tìm tòi học hỏi, nghệ sĩ Văn Chương dần dần đã gom góp cho mình một vốn liếng chèo khá khá.
non trắng nhấp nhôi, chín hồng đôi má em đứng đợi chờ. Ơi em gái làng chuông trăm thương ngàn nhớ, non trắng chào người luôn có hình như em. Trên quê hương mình nắng hạ nhấp nhôi non trắng, nặng tình miền quê xa xôi. Em gái thương yêu ơi, non trắng xinh giữa đời, y nụ hồng nở trên môi, lòng lành đôi mắt ai cười. Trong y nắng y nghi trong mê, trong vành non trắng ánh mắt y trao nhau, thủy chung y một màu cho đẹp mê những mùa cau. Ai có đi nơi đâu, non trắng y trên thần thương nón chẳng phai màu. Dòng ý thơ anh viết đó, cô gái nghe chuông, cô gái chuông dịu hiền, đôi bàn bàn tay xinh đưa mũi kim nhanh nhanh. Em không sợi tơ tình quê lụa mình thêm phồn vinh, thần chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Văn Chương hát bài Nón Trắng Quê Mình, lời của soạn giả Trà My. Đây là tiết mục đầu tiên anh cộng tác thu thanh và cũng là một trong những tiết mục thành công nhất của nghệ sĩ Văn Chương trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến thành công của nghệ sĩ Văn Chương hôm nay thật là thiếu sót nếu không kể đến những chỉ bảo ân cần của các nghệ sĩ diễn viên trong đoàn chèo Hà Tây xưa. Những người đi trước đã có nhiều kinh nghiệm trong hát, diễn, truyền nghề và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho nghệ sĩ Văn Chương. Cho đến nay, dù thời gian đã xa, nhưng ký ức về những buổi tập dưới sự chỉ bảo ân cần của các lớp nghệ sĩ đi trước như nghệ sĩ ưu tú Phương Toàn, nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư, nghệ sĩ ưu tú Mai Khanh, nghệ sĩ Hương Thách, đạo diễn, tác giả Lương Tử Đức, vân vân, vẫn còn đọng mãi trong ký ức của nghệ sĩ Văn Chương. Bắt đầu từ cách đi, dáng đứng, giọng hát của các vai thư sinh, rồi đến các vai mẫu trong chèo, Văn Chương tiếp thu nhanh nên anh đã sớm thành công với những vai diễn đầu đời. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Ký ức tuổi xuân, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, do nghệ sĩ Văn Chương trình bày. Cây đa bên nước
đò giang vẫn còn tim ngắt một hoàng nghi hôn tròn lòng tôi nhớ lại bao nghĩa nỗi niềm xưa bên dòng sông ấy nay tìm đâu thấy rằng ai gầy yêu mắt mà dòng xanh nhịp chèo cua bến xưa còn đò hàng cây sao rạc nỗi nghĩ nhớ niềm mong theo từng con sông bên bờ ai trông ngóng như dõi tìm bóng người xưa sông con đò bờ lau lưu mình xa xót lòng nhau câu trầu phai sang thắm người thương giờ xa mê băng có nhớ người buồn dằn xa qua một thời tình tôi sâu nặng thương ý bóng ý người xưa về trong ký ức một thời sông nước tôi nhủ thầm hương tiếc trăng thường quý vị và các bạn thân mến, như cái duyên tiền định với nghệ thuật chèo, Văn Chương chỉ thực sự thành công với những vai diễn đậm chất chèo. Khi nghệ thuật chèo truyền thống được phục hồi, Văn Chương như con chim sổ lồng tung cánh trước trời xanh lộng gió. Văn Chương hát, Văn Chương diễn với tất cả sự khao khát của tuổi trẻ, niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật chèo. Khán thính giả yêu chèo của Hà Tây cũ và cả nước luôn luôn dành sự yêu mến cho một Văn Chương sang trọng, hào hoa phong nhã trong các vai hoàng tử trong vở Tấm Cám và trích đoạn Hoàng Triều Kén Vợ, đặc biệt là vai Lưu Bình trong vở Lưu Bình Dương Lễ. Rồi anh tiếp tục thành công với những vở mang đề tài lịch sử như nhân vật Phan Huy Chú trong vở Giáng Trúc Sài Sơn, Ông Nghè trong vở Truyền Thuyết Ông Nghè, Tự So trong vở Nước Mắt Cô Đào, Tâm trong vở Quê Hương Có Thật, vân vân. Điều đang nói ở đây là dù vai diễn lớn hay nhỏ, Văn Chương cũng quăng mình ra để luyện tập không kể ngày đêm. Hình như trong những lúc tập vai, Văn Chương sống với nhân vật của mình nhiều hơn với gia đình. Anh buồn, vui, hờn, giận với nhân vật. Anh trăn trở với từng câu hát, điệu múa, động tác của diễn viên. Nên dù vở diễn chưa thật thành công, thì khán giả khó tính đến mấy cũng khẳng định là vai diễn của anh thành công. Người sành chèo đánh giá Văn Chương có một giọng hát mà ít nghệ sĩ nào có được. Đó là giọng hát thổ màu, ấm áp, dày dặn, vang, rèn và sang.
khi Văn Trường hát chèo, diễn chèo, anh không chỉ hát chỉ diễn mà còn biết thổi hồn cho nhân vật, cho bài ca. Nên những tiết mục của anh, dù ngắn hay dù dài, làn điệu gì và vai diễn nào, vẫn mang được hết sức nặng của nội dung được bạn bè đồng nghiệp và khán thính giả đánh giá cao. Đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Bùi Đắc Sử, người đã dàn dựng hàng trăm vở diễn cho sân khấu chèo, đã rất hài lòng với cách làm việc, cũng như cách ứng diễn thông minh, đầy chất nghệ sĩ, có cá tính sáng tạo của nghệ sĩ Văn Trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bài Người về nghe tiếng sóng du, lời của soạn giả Nguyễn Việt Hùng do nghệ sĩ ưu tú Văn Trường trình bày. Sóng du giấc ngủ anh hùng, gió đưa câu hát điệp trùng ngàn xưa. Quảng Bình quê mẹ tiến đưa, vũng chùa Đào Yên bây giờ đón trở ý về nơi đất mẹ, biết nhi xanh sóng nước trong xanh, lời ru của biển êm đi êm đi ngọt lành. Hãy
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói nghệ sĩ Văn Chương là người thông minh, ham học hỏi. Anh tự nhủ chỉ có giọng hát trời cho và dáng vẻ hào hoa chưa đủ mà phải có kiến thức, phải học hỏi, phải khổ luyện mới mong tiến bộ. Hàng ngày, anh đón nghe các chương trình hát chèo, hát dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam để học các nghệ sĩ bậc thầy và các nghệ sĩ đoàn bạn về cách lấy hơi, nhả chữ, buông câu, ngắt nhịp, cách luyến láy sao cho tròn vành, rõ chữ, tinh tế và sang trọng. Từ chỗ chỉ biết hát chèo, Văn Chương dần dần học sang nhiều bộ môn nghệ thuật khác, đặc biệt là nghệ thuật hát văn. Tiếng Lành Đồn Xa, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, rồi Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tây mời anh cộng tác. Ngay từ bài ca đầu tiên được phát trên làn sóng, giọng hát của nghệ sĩ Văn Chương đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán thính giả. Hàng trăm bức thư gửi về đài yêu cầu được nghe lại giọng hát của nghệ sĩ Văn Chương, được làm quen và được làm học trò của anh. Nhiều năm cộng tác với chương trình Tiếng Thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, giờ đây anh cũng đã là một trong những nghệ sĩ ngâm thơ được mến mộ nhất. Thành công nối tiếp thành công, nghệ sĩ Văn Chương không vì đó mà tự phụ. Anh tiếp tục học tập nhiệm vụ, nâng cao khả năng chuyên môn. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Văn Chương đã gặt hái được những thành công không nhỏ, giành nhiều huy chương vàng bạc trong các kỳ hội diễn của Trung ương và địa phương. Nhiều năm liền được Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hà Tây cũ tặng bằng khen. Trong suốt những năm công tác tại nhà hát chèo Hà Tây cũ, anh trải qua nhiều vị trí công tác, từ diễn viên, rồi tổ phó, tổ trưởng tổ chuyên môn và phó giám đốc nhà hát chèo Hà Tây. Năm 2009, anh chuyển về công tác tại nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, giữ cương vị là trưởng phòng nghệ thuật cho đến nay. Tháng 2 năm 2007, vinh dự lớn đến với nghệ sĩ Văn Chương. Anh được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý nghệ sĩ ưu tú. Nhưng vinh dự lớn hơn cả, nghệ sĩ Văn Chương là một trong những nghệ sĩ chèo có danh tiếng và được mến mộ nhất hiện nay. Kết thúc chương trình là bài Đồng Lúa Quê Ta, lời của soạn giả Đào Hiếu do nghệ sĩ ưu tú Văn Chương trình bày theo điệu Chức Cẩm Hồi Văn. Trời mưa nắng nhờ đất tươi màu thâm canh năng suất người người chung câu gió thoảng chiều quê mênh mang lúa hát bên đồng làng thơm mát vị hương đưa nhìn sông lúa lan vờn theo cánh gió nắng nắng tràn hoa này thêm thắm tuổi xuân thời
bước chân ngập ngừng lúa ơi, cây lúa xinh xôi mát rượi lòng người, quê hương đẹp giàu lúa với người chung vui ơi. Này in đi sắc mây trời, sắc sắc mây trời, dòng kênh in đi sắc mây trời, phù sa sông Hồng về với lúa bời bời, lúa sức lúa lên mùa nối mùa chữ bông, nắng hạ sương đông vững chí bền lòng, chăm sóc lúa đồng tựa duyên tình trăm năm ơi. Nay đẹp y anh trăng rằm, lúa trải sân phơi đẹp tựa y anh trăng rằm, nay mẹ y nhìn sân lúa thấy lòng mình phơi phới niềm vui, nụ cười tươi trên môi. Năm tháng qua trôi, cuộc sống đổi thay rồi, anh đuốc bát mồ tỏa khắp muôn nơi ơi. Nay vui mát lòng người, mùa nỗi nỗi mùa bội thu làm vui mát đi lòng người, thóc vàng góp phần xây đất nước đi, xây đời thêm sức xuân đi, trong ngàn giọt sương mai vai sát đi bên đi vai, tiếp bước trên đường dài hạt thóc vàng vì hạnh phúc tương lai ơi. Quý vị và các bạn vừa nghe giới thiệu đôi nét về nghệ sĩ ưu tú Văn Chương, trưởng phòng nghệ thuật Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do biên tập viên Mai Văn Lạng biên soạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 71 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam mùng 7 tháng 9 và kỷ niệm 60 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, Hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Nơi lưu giữ hồn Việt nhằm tri ân những nghệ sĩ, soạn giả, biên tập viên đã có nhiều đóng góp cống hiến cho chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam suốt chặng đường 60 năm qua. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 9 giờ đến 11 giờ ngày Chủ nhật 21 tháng 8 năm 2016 trên sóng VOV3. Đến với chương trình giao lưu nghệ thuật Nơi lưu giữ hồn Việt, chúng ta có dịp gặp gỡ và giao lưu với các thính giả thân thiết cùng các nghệ sĩ, soạn giả đã nhiều năm gắn bó với chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam như nhạc sĩ Dân Huyền, soạn giả biên tập viên Hồng Mão, soạn giả Đức Miêng, nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng, các nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài, Thúy Hường, Hồng Ngát, các nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình, Văn Chương, Lài Tâm, Minh Phương, Thu Trang, nghệ sĩ Quý Thăng. Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi lưu giữ hồn Việt.